Rồi, qua xa lao một hai. Hello, chào mọi người. Và Kỹ Sư Hẻm sau một thời gian rất là dài đã cuối cùng cũng đã có thể kiếm được một cái số tiền để có thể mua được cho mình một chiếc xe ga đầu tiên, cầm khoảng 60 triệu. Thì khi mà 60 triệu mà nhìn qua nhìn lại hết tất cả mọi thứ thì mình đã quyết định là mình sẽ chọn một con xe mà nó hiện giờ nó mới ra mắt. Đó chính là con Honda Airblade. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cầm cái số tiền này. Mình bắt đầu mình đi đập thùng một chiếc xe Honda Airblade ngoài hãng. Ok, mọi người đi theo mình chưa? Đó. Bán em chiếc Airblade thôi. Thì giờ cuối cùng mình cần lấy gì? Một khẩu như vậy em không cầm theo thì em đưa sau làm gì? Dù gì trước sau cũng phải đưa phần tiền còn lại hết. Rồi, qua xa lao một hai. Sau một tiếng đồng hồ mà bắt đầu lấy từ Honda Hit ra, chạy qua khu vực Sala quận 2 này và làm nhiều vòng để mà có thể cảm nhận được chiếc xe, thì tôi đã rút ra được rất là nhiều điều mà tôi tạm thời tôi chia ra làm 3 phần. Phần đầu tiên đó chính là phần về thiết kế tổng quan. Cái thiết kế xe nó làm cho người chạy rất là nam tính. Ngay cả cái đứa em đang quay phim đây nó nói bữa nay nhìn đứng rất là manly trên chiếc xe này. Có thể là do chiếc xe này nó làm tôi manly hơn, chứ bình thường nhìn tôi rất là yếu đuối, nhìn nó không có mạnh mẽ gì hết, nhưng mà bữa nay lên trên xe mấy bạn đã thấy một cái bộ dạng khác thường, cực kỳ mạnh mẽ. Và cái thứ hai nữa, nó cái thiết kế của nó, tôi cảm thấy cái đường thiết kế trên đây, không biết có mọi người có cảm nhận như tôi hay không, đó chính là cái thiết kế của đường nét của toàn bộ chiếc xe, và ngay cả phần đầu này nó giống như một cái đường hình chữ X á, một cái đường xéo qua đây, một cái đường xéo qua đây, tạo nên cảm giác giống như là tôi là người X-Men nhé, trong cái bộ phim, cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra, ngay cái phần đầu đây là cái phần trung tâm mà theo như tôi thấy đang là rất là đáng đồng tiền bát gạo, đó chính là hệ thống đèn LED. Nó có là hệ thống đèn LED vừa cả cos vừa cả pha, có nghĩa là chiếu gần lẫn chiếu xa. Ngoài ra nó còn có thêm dãy đèn mi ở đây để mà lúc nào cũng sáng, để mà gọi là trang trí. Dĩ nhiên, hai cái bóng xi nhan thì vẫn sẽ là công nghệ cũ, sẽ là bóng xi nhan thường. Tại vì những cái gì mà nó hay chớp á, thì nếu chúng ta xài công nghệ LED nó sẽ rất là nhanh hơn. Vì thế nên nhà sản xuất quyết định là những đèn mi, đèn cos, đèn pha 100% phải là LED. Dĩ nhiên đèn trước đã LED thì đèn sau nhất định cũng phải là LED. Đây, thiết kế đèn sau cực kỳ tuyệt vời. Và tôi sẽ bắt đầu tôi mở cái cho mọi người lên. Đó, khi mà chúng ta mở lên dây đèn LED hiện lên rất là tuyệt vời. Đấy, còn hai xi nhan hai bên vẫn là dạng bóng thường, nhưng mà thiết kế nó thay đổi toàn bộ, nó có những cái dãy mờ bóng. Hồi xưa mà khi mà tôi đổ đèn á, một cái phần mà dãy mờ bóng làm như thế này tôi đổ chắc cũng mất 3-4 triệu á. Nhưng mà hiện giờ ngay tích hồng chiếc xe zin nó đã ra có thể như thế này thì thật là tuyệt vời, tôi nghĩ là tôi chẳng có đổ gì thêm nữa đâu. Như các bạn đã biết á, hồi xưa mà năm 2014 mà chúng ta muốn một cái hệ thống đèn trước đèn sau mà full 100% LED á, thì nhất định phải là những chiếc xe nó mang cái trị giá ít nhất là phải từ 600 triệu tới 1 tỷ mới có thể có được những cái trang bị LED đó. Nhưng mà hiện nay chúng ta chỉ mất 1/10 giá tiền để chúng ta có thể có được những trang bị đó. Rồi, đó là về cái phần thiết kế. À, ngoài ra nữa, cái phần mà đồng hồ LED của nó thật là tuyệt vời. Đây là một cái đồng hồ LED full LED nhé. Từ tốc độ, từ cái nhiên liệu tiêu thụ xăng, từ chạy được bao nhiêu cây số, trip A, trip B, rồi đồng hồ, rồi lượng xăng trong bình xăng, rồi những cái hệ thống đèn cảnh báo của ABS, rồi bàn báo lỗi, tất cả những thứ đó đã làm cho một cái tổng quan cực kỳ là hài hòa, một cái thiết kế rất là đẹp. Rồi, khi mà chúng ta nói về cái thiết kế rất đẹp, bắt đầu chúng ta mới nói về những cái tính năng hỗ trợ. Thì nói về tính năng hỗ trợ thì đầu tiên chính là cái cốp xe. Đây, như các bạn thấy hồi nãy, cái cốp xe đây là cái nón mà tôi hay đội sử dụng. Đây là một cái nón tiêu chuẩn mà hiện nay ở những cái đất nước tiên tiến người ta phải bắt buộc phải đội khi mà sử dụng những chiếc xe ra ngoài đường, đó chính là nó half face một nửa đầu. Thì với những chiếc nón half face nó rất là kén những cái cốp xe. Nếu những cái cốp xe nào quá nhỏ nó sẽ không thể nào bỏ vô được, và khi treo ở ngoài thì cái nguy cơ mất của nó rất là cao. Thì với cái chiếc Airblade này thì cốp của nó rất là vừa gọn gàng, với lại một cái nón bảo hiểm của tôi vẫn còn có thể dư là được một cái khoang rất là rộng chứa áo mưa, túi sách hay là giỏ đồ, áo mưa, áo quần gì cũng nhiều thứ lắm. Còn nếu mà ai mà sử dụng những cái nón loại thông thường mà bình thường mọi người hay sử dụng á, thì chúng ta có thể bỏ được trong đây cả hai cái nón và cùng rất là nhiều tiện ích. Ngoài cái tiện ích về cốp ra, chứa đồ ra, chúng ta sẽ còn có thể nhận ra là ở đây chúng ta sẽ còn có cái hệ thống sạc
để chúng ta có thể cắm những cái giắc sạc giống như là của xe hơi cắm vào trong đây để mà chúng ta sử dụng. Ngoài trong đây nó còn có hệ thống đèn led chiếu sáng, khi mà chúng ta sử dụng trời tối thì nó sẽ chiếu sáng để mà tăng tiện ích cho chúng ta. Và cái điểm kế đó nữa chính là hệ thống khóa an toàn của nó, khóa điện tử của nó. Thì trên cái khóa an toàn điện tử nó có cả chức năng tìm xe, nó có cả chức năng mà khóa chống trộm chống dắt. Thì có nghĩa là khi chúng ta đã khóa rồi, ai mà đụng vô xe nó sẽ kêu rất là nhiều. Và thậm chí là nếu mà khi chúng ta đã bật vô nút khóa, chúng ta chỉ cần đi xe, đi xa ra khỏi xe là xe sẽ tự động tắt và không ai có thể sử dụng được chiếc xe của chúng ta nữa. Đấy là những cái thiết bị an toàn mà trong cái thời đại công nghệ hiện nay, mà trong nhiễu nhương nguy hiểm như thế này thì bảo đảm cho an toàn cho chính chúng ta dĩ nhiên là phải là cái ưu tiên hàng đầu. Rồi, kế đó nói về phần vận hành. Phần vận hành thì với động cơ 150 phân khối cực kỳ mạnh mẽ, tôi cảm giác với mà cái sự tăng tốc với một cái xác xe nó nhẹ hơn SH như thế này thì có thể nói là nếu mà cùng dòng máy 150 mà so với SH thì chiếc này có thể khả năng tăng tốc khi đề bàn sẽ nhỉnh hơn tí, vì thứ nhất là nó nhỏ gọn, bánh nhỏ và máy nó lại mạnh ngang phân khối. Rồi cái thứ hai nữa về cái lượng xăng tiêu thụ thì nhà sản xuất khuyến cáo là khi mà trên cái đo đạc chuẩn nó khoảng tầm 2,2 lít 100 cây số, đồng nghĩa là khoảng 1 lít xe nó khoảng gần được 50 km. Thì theo như rất là nhiều người thân của tôi cảm nhận thì chiếc xe này đạt mức sử dụng đó. Nếu như chúng ta đi một, chúng ta chạy một tốc độ đều ga, chúng ta ít sử dụng thắng, thì dĩ nhiên cái mức độ tiêu thụ đó sẽ là 100% hiện thực. Còn dĩ nhiên khi mà chúng ta sử dụng ở trong thành phố mà khi có quá nhiều đèn xanh, đèn đỏ và chúng ta thắng tới thắng lui các kiểu thì mức tiêu thụ xăng nó sẽ chỉ ở khoảng mức 40 cây số 1 lít. Cái đó là điều hiển nhiên. Và ngoài ra một cái thông số mà của hãng đưa ra đó chính là khả năng tăng tốc của nó từ 0 tới 100m mất 6,2 giây. Đấy là một con số ấn tượng đó, một chiếc xe ga zin 100%. Chứ còn nếu mà những chiếc xe nào mà giống như là các bạn độ xe mà chạy được trong trường đua thì nhiên tốc độ nó sẽ khác, còn đây là chiếc xe zin mà với vận tốc như thế thì quá là ổn rồi. Một lát nữa đây mình sẽ cho các bạn thấy được cái khả năng thực tế mà khi mà mình sử dụng xe này từ 0 tới 50 km một giờ bằng cái camera hành trình mà đo bằng GPS nha. Dĩ nhiên tốc độ GPS lúc nào nó cũng sẽ bị chậm hơn với tốc độ thực tế. Đó, vì GPS mới là tốc độ chuẩn nhất. Đấy. Và cuối cùng tôi cho một cái câu đánh giá tổng quan thì với tôi chiếc xe này nó đáng đồng tiền bát gạo. Vì nó cho tôi cảm giác tự tin, mạnh mẽ và cảm giác như lúc nào mình cũng có đầy tràn trề uy lực bứt phá khi mà ngồi trên chiếc xe này. Đại khái kiểu như là ngồi trên xe là muốn gặp con này là xử con này giết con kia, nhưng mà nói là vậy là vui thôi, chứ chạy xe là lái xe là phải an toàn, an toàn nhưng mà dĩ nhiên một chiếc xe mạnh mẽ thì nó sẽ an toàn hơn cho người sử dụng. Đấy, con xe mà nếu như qua năm sau mà nó có đổi mẫu hay gì đó, tôi nhất định là tôi sẽ trải nghiệm và tôi sẽ sử dụng thêm một cái dòng update để mới tiếp theo. Hiện giờ tôi hài lòng với chiếc xe này, tôi sẽ bắt đầu sử dụng nó trong năm nay. Rồi bây giờ mình sẽ thử tăng tốc mà theo vận tốc GPS, thử xem là từ 0 cho tới 50 cây số một giờ chúng ta sẽ mất khoảng bao lâu nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu.